cả hơn tuần không ra vườn. Trời ơi, trái không sôi này, nó đỏ chín quá luôn đó. Chín như vậy ăn ngọt lắm, chín như vậy ăn ngọt lắm, nhưng mà vấn đề là sợ mấy cái con trái mà chín quá, mấy con gì nó hay chui vô ăn ghê lắm, sợ lắm nên không dám hái. Ở đây chín quá luôn này. Đây nữa này. Mâm xôi đỏ. Thấy đã không? Có cả mâm xôi đen thế này. Đã đằng kia nữa. Mà trời lạnh như vậy tự nhiên cái mâm xôi nó đỏ hết luôn chứ. Nè, đỏ quá mình không dám hái. Mình ăn vô sợ mấy con gì ghê lắm. Cái táo bây giờ trộn hết rồi này. Nó chuẩn bị sang mùa đông rồi cho nên hạ mấy cây đây như nó nặng. Cây đây là wait for me. Cái gì quên đời mất rồi. Củ cải trắng. Nó lớn ghê chứ. Mà sợ giờ nó không lớn nổi nữa. Tại vì trời lạnh nhưng mà em biết sao đây nữa. Thử coi. Nó lớn thật chứ. Hay là trời bước sang mùa thu rồi. Tình hình này mình thấy không? Cà chua này là chết rồi. Tại vì trời lạnh quá nó không chịu được. Giờ mình phải hái xuống, cắt bớt, cắt đi rồi bỏ nó. Để cho mình làm phân bón thôi. Để trồng cho năm sau chứ để về uổng lắm. Chết hết rồi, gần chết rồi. Giờ phải hái xuống. Ôi này. Giờ cây nó chết hết rồi. Uổng ghê chứ. Ôi ôi, cái cà chua của mình. Đây này là cây đậu nằm này. Hái cho. Cái đậu nằm. Xem cho đây có gì. Cái này nó chưa khô nữa, hạt nó lép mà chưa. Trời lạnh quá không lên nổi luôn, chán ghê thứ. Sao vậy ạ? Ghê chứ, quá trời luôn. Bây giờ phải bỏ đi hết. Công trồng cứ tưởng là nó lên mùa thu năm nay nó lặng quá cho nên nó không lên nổi nữa. Lên để làm tương. Tương ớt ăn ai ngờ đâu, trời ơi, cái này to ghê chú này. Speak quá. Ôi. Buồn thật chứ. Rồi nên cái cây mâm xôi này nó đỏ chứ này, cái lá đỏ xì luôn. Nhiều lắm, nhiều bỏ đi này. Ôi chén quá. Có bụi ghê chứ. Unbelievable. Wow. Thế này nữa nè. Đây này, mình
bỏ mấy cái táo hoặc là cỏ gì cho hết đây làm không làm phân bón này, đợi đến mùa năm sau lâu ra xài. Mà thấy hôm qua trời luôn chứ buồn hết sức là buồn, công chồng giờ bỏ đi hết rồi này. Oh my god, it's a lot. Oh, unbelievable. Quá trời luôn chứ, đang lớn, có trái đang lớn mà có trái to lắm cơ. Bây giờ bỏ đi hết luôn, buồn thiệt chứ. I'm really sad. Mọi người nhớ đón xem những video tiếp theo của em nhá. Buồn thật chứ, biết làm sao đây. Tự hái được, trồng được cà chua này, rồi làm tương ớt, rốt cuộc thất bại. Mọi người nhớ đón xem những video tiếp theo của em bằng cách subscribe, đăng ký kênh và share like nhé. Bye bye, xin chào.